right here in Bình Định, Việt Nam. Yeah. Your Majesty. Xin chào Việt Nam, this is Thái Minh. Các bạn ơi, mình thả một trái tim đập to cho Thái Minh được không? And we have a question for you. Chúng ta sẽ có một câu hỏi dành cho Taemin nha, bởi vì Dũng biết được là đây không phải là lần đầu tiên Taemin đến Việt Nam. Đây là một lần trở lại của Taemin, thì không biết là với lần trở lại này thì cảm xúc của Taemin như thế nào. So, how do you feel when returning to Vietnam this time? 일단 이렇게 오랜만에 이제 여러분들 만날 수 있게 되어서 너무너무 기쁘고요. 그리고 무엇보다도 이렇게 앞으로 함께하는 시간들이 더더욱 늘어갔으면 좋겠고 오늘을 또 계기로 더 많이 만났으면 좋겠습니다. 고마워! Rất là vui mừng là sau một thời gian dài thì tôi lại rất là vui mừng là được quay trở lại đây và được gặp các bạn fan thân yêu của tôi. Và tôi mong rằng là cái khoảng thời gian này nó có kéo dài hơn nữa. Và tôi rất hy vọng là chúng ta sẽ có những cái thời gian rất là hạnh phúc bên nhau ạ. Taemin rất là muốn dành nhiều thời gian hơn nữa cho Vietnamese fan của chúng ta. Chắc chắn là như vậy rồi. Và một điều đặc biệt nữa là Taemin là ca sĩ xuất hiện cuối cùng trong ngày hôm nay. Và bởi vì với cương vị là người xuất hiện cuối cùng thì không biết là bạn có cảm thấy hồi hộp hay không, cảm thấy cảm xúc như thế nào? So you are the last artist to perform this tonight. So how do you feel? Are you have any bit nervous? 아, 네, 아무래도 이렇게 제가 마지막을 장식하게 되어서 너무너무 좀 설레기도 하고 기쁘기도 하고 팬 여러분들과 또 마지막이라는 게 뭐 결코 뭐 굉장히 특별한 건 아니지만 제 나름대로 의미 부여를 하자면 여러분들과 끝을 함께 할 수 있어서 너무 좋은 것 같습니다. các khán giả Việt Nam rất là mong chờ được lắng nghe những cái chia sẻ về những dự án âm nhạc sắp tới. So could you please share with us about the upcoming projects? Yeah, some kind of future project. Yes, could share. 네, 활동 계획에 대해서 혹시 좀 말씀해 주실 수 있으세요? 한 번만 다시 말씀해 주시겠어요? 네, 앞으로는 어떻게 활동하시는지 활동 계획에 대해서 좀 소개 부탁드립니다. 네. 역시 아무래도 저는 이제 무대 위에서 여러분들께 또 좋은 모습을 보여드릴 예정이고 저 이제 뭐 이제 제 마음을 이제 말씀을 드리는 팬 여러분들과 좀 더 소통할 수 있는 시간들이 많아질 거예요. 그래서 팬 여러분들과 함께 시간 보낼 수 있는 거, 여러분들과 만나 뵙고 또 추억 만들고 또 소통하고 그럴 수 있을 것 같습니다. Vâng ạ, kế hoạch trong thời gian tương lai của tôi thì với tư cách là một ca sĩ thì tôi rất là mong là trong thời gian tới thì là tôi sẽ cho thấy hình ảnh của mình đem lại cho khán giả rất là nhiều cái hình ảnh đẹp đẽ cũng như là những phần trình diễn rất là tuyệt vời ở trên sân khấu. Và ngoài ra nữa thì là tôi cũng rất là mong là tôi sẽ có nhiều các cái buổi biểu diễn cũng như là có nhiều thời gian để cùng chia sẻ cũng như là cùng giao lưu cho các bạn và fan hâm mộ cũng như là cho các quý vị. Dạ, khi một người đàn ông cởi áo tức là nãy đang rất là nóng rồi quý vị ạ. I'm asking you this, could you please say something in Vietnamese for your fans? Dạ, sẽ có một vài câu tiếng Việt đến từ Taemin gửi cho tất cả chúng ta. Dạ, tôi xin mời lời ứng phạm với các quý vị. Xin chào Việt Nam. À, vừa rồi mình đã nghe rồi. Tôi đang rất là bối rối, tôi đang hơi quên một chút ạ. Không sao cả, bởi vì khán giả của chúng ta chỉ cần sự xuất hiện của Taemin ở đây là đã quá hạnh phúc rồi đúng không nào? Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cháy với những bài hát tiếp theo các bạn nha. Chúng ta đã sẵn sàng chưa nào? Rồi chúng ta nói một cái câu nào đó bày tỏ tình cảm với lại Taemin bằng tiếng Hàn được không ạ? Salam hai nhau, Taemin nha. Ok, salam hai nhau nha, được không ạ? 1, 2, 3 Salam hai nhau.
Thank you! And that stays with your music, please!